Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc Biến động lần thứ hai Ba tiếng sấm nổ Một biến động thứ hai xảy ra trong giai đoạn chuyển biến sang thượng nguồn làm cho nhân loại kinh hoàng thay đổi địa hình là ba tiếng sấm nổ Về ba tiếng sấm nổ, ông Ba Thới có nói Linh đường từ giả thôn hương Âm thinh ba tiếng bốn phương mịt mờ. Một hiện tượng vô cùng khủng khiếp là sấm nổ lần này làm biến chất ngũ hành. Như ông Rudolf Steiner, giả khảo về đất Atlantis, nhận thấy sau khi đất Atlantis sụp đổ và quả địa cầu này được xây dựng thì không khí trở nên loãng và chất nước trở nên đặc hơn. Như Tứ Thánh đã mô tả, Trời ôi sao ó biến bay! cá kia biến lặng tại ai xe ngừng súng sau chẳng nổ không chừng chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ ngoài hiện tượng ngũ hành biến chất còn có cảnh tượng hải hùng khác nữa là cảnh sơn băng thủy kiệt nghĩa là núi lở nước cạn ba tiếng sấm nổ làm cho nước khô cạn nhân dân không còn nước mà uống hay lấy dùng vào sinh hoạt hàng ngày. Đức Huỳnh giáo chủ không khỏi cảm xúc đến rơi nước mắt. Sâu đến việc sơn băng thủy kiệt, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kệ sao cho xiết. Ngoài nạn lửa trời cháy khắp nơi, còn có nạn lục, nước trào dưới đất như ông sư vải bán khoai đã viết đất bằng sau lại nước trào chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly sấm nổ lần thứ hai có hiệu lực lớn rộng hơn sấm nổ lần thứ nhất lần này thay đổi cả địa hình một cuộc di sơn đảo hải chớ không như lần sấm nổ thứ nhất chỉ làm sụp đổ một số cù lao và non núi trong kim cổ kỳ quan ông ba thới đã mô tả núi tan đất sụp bớ người di sơn đảo hải thương người không tin về hiện tượng thay hồn đổi xác ông ba thới có cho biết kẻ mất hồn người vía bay xa vía bay xa người ta còn lại phật đem hoàng vía lại thủ thân cuộc tẩy trần nghĩa là rửa ráy, quét dọn những bợn nhơ để trang hoàng bằng những cái thanh tân và trang nhã. Ông thanh sĩ thì ví cuộc tẩy trần chẳng khác nào ta cầm đuốc mà thui ổ kiến hay cầm đá to mà chọi trứng gà. Trên đời mỗi một lần bôi, có cây đều sạch, thú người đều tiêu, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến lấy đá to mà luyện trứng gà chúng sanh thử tưởng tượng ra kiển kia sống chết trứng gà nát không kỳ đại hạn cũng đồng cạnh ấy khi tẩy trần trông thấy hải kinh thay bèo xác bọt linh đinh diều tha quả xé chúng sanh tử nàng chúa lên ngôi như chúng ta đã biết, khi tiếng sấm nổ thứ nhất thì Chúa ra đời, nhưng chưa lên ngôi vì còn nhỏ quá. Gặp lúc các nước kéo vào định xâm chiếm đền vàng điện ngọc, thì có tam thập lục nhân phò Chúa lánh nạn trải qua bao nhiêu nguy nan khổ ải một thời gian. Kịp đến sau cuộc tẩy trần, thì Chúa tức vị để tạo lập đời tân, như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cho biết minh vương xuất thế ngôi cao lập đời thượng cổ anh hào hiền lương đức huỳnh giáo chủ cũng nhận không ai dám sánh tài với chúa đức minh chúa chẳng ai dám sánh xưa mạc thương phụng gáy non kỳ bởi võ vương đáng bực tu mi nay trở lại khác nào đời trước Xin trân trọng kính mời quý vị quý Phật tử và chư quý đạo hữu lắng nghe diễn đọc Cao Thanh Danh và Minh Kiều. Nam Mô A Di Đà Phật Biến động lần thứ hai Ba tiếng sấm nổ Một biến động thứ hai xảy ra trong giai đoạn chuyển biến sang thượng nguồn làm cho nhân loại kinh hoàng. Thay đổi địa hình là ba tiếng sấm nổ. Biến động lần trước đánh dấu bằng một tiếng sấm biến động lần này có đến ba tiếng sấm lần nổ trước chỉ làm cho con người đê mê bất tỉnh và sụp đổ một số cù lao lần nổ này làm cho con người thay hồn đổi xác và biến đổi toàn diện địa hình để thiết lập thực sự cõi đời thượng nguồn thánh đức cho nên có thể nói sấm nổ lần thứ nhất chỉ là giai đoạn chuẩn bị hay mở màn còn sấm nổ lần thứ hai này mới là giai đoạn chánh thức tạo lập đời tân về ba tiếng sấm nổ ông ba thới có nói lên đường từ giả thôn hương âm thanh ba tiếng bốn phương mịt mờ chẳng những bốn phương mịt mờ mà còn đá chạy cát bay như ông thanh sĩ cho biết âm âm sấm nổ liên thinh, cát bay đá chạy thình lình không hay. Hiện tượng do ba tiếng sấm nổ diễn ra còn kinh khủng, trầm trọng hơn một tiếng sấm nổ lần trước. Sở dĩ có cảnh tượng bốn phương mịt mờ, đá chạy cát bay là vì ba tiếng sấm ấy làm cho núi lở đá tan, như ông Ba Thới đã viết. Đến chừng núi lở đá tan, bốn bên sau xuyến chẳng an dân trời theo ông Ba Thới thì sông Vàm Nao sẽ banh rộng ra. Bây giờ như thể chim bao, tạm thinh thấy biến Vàm Nao rộng thình. Lần sấm nổ này là một cuộc di sơn đảo hải, một cuộc thay đổi toàn diện, không như lần trước chỉ thay đổi có một phần. Ông Ba Thới ví kỳ thay đổi này như trái mít xúc cùi. Tam thinh rốt hết mấy kỳ, trơ trơ hột mít còn gì nối le hay là tam thinh tiêu hết sự kinh nhất thinh tiêu sạch bình minh phật còn đây là một cuộc tận thế như tác giả kim cổ kỳ quan đã viết tam thinh thay đổi người vô số tận thế đại điềm đức cố lai chẳng những đức cố tái lai mà các thần tiên cũng xuất thế như ông thanh sĩ cho biết chừng nghe đặng tam thinh tiếng nổ cảnh rừng tòng nhụy trổ hoa đơm non đài bất ngát hương thơm thần tiên xuất thế tiếng đàm ma ha ba tiếng sấm nổ còn phát xuất bao nhiêu hiện tượng kinh hoàng khác như ngũ hành biến chất một hiện tượng vô cùng khủng khiếp là sấm nổ lần này làm biến chất ngũ hành, như ông Rudolf Steiner giả khảo về đất Atlantis, nhận thấy sau khi đất Atlantis sụp đổ và quả địa cầu này được xây dựng thì không khí trở nên loãng và chất nước trở nên đặc hơn. Ảnh hưởng của ba tiếng sấm nổ sẽ làm cho ngũ hành biến chất nên xảy ra hiện tượng súng không còn bắn được vì chất nổ không còn hiệu lực, tức không còn nổ nữa như kim cổ kỳ quan đã báo hiệu một tin mừng cho nhân loại. Đến đâu đá nổ súng chay nối cho già trẻ gái trai hay mừng. Một khi súng đã chay không còn bắn được nữa thì hẳn cảnh tượng dùng vỏ khí để giết người hay cậy vào vỏ khí tối tân để đè bẹp những nước kém văn minh hay xâm lấn các nước nhược tiểu không còn nữa. Không những súng không còn nổ không bắn được mà cả máy bay cũng không bay được vì chất xăng không còn phát lửa nữa phi cơ không bay được thì làm gì có cảnh tượng dùng phi cơ đi oanh tạc mà dầu có oanh tạc bom hay hỏa tiễn cũng không nổ xe tăng hay thiết giáp xa không còn cử động được nữa cũng vì xăng không phát hỏa đến khi các vỏ khí sẽ trở thành vô dụng các nước hiếu chiến chỉ còn đứng ngẩn ngơ mà nhìn như tứ thánh đã mô tả trời ôi sao ó biến bay cá kia biến lặng tại ai xe ngừng súng sao chẳng nổ không chừng chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ đức huỳnh giáo chủ đã viết chừng nào chim nọ biến bay cả kia biến lội khổ này mới yên sơn băng thủy kiệt ngoài hiện tượng ngũ hành biến chất còn có cảnh tượng hải hùng khác nữa là cảnh sơn băng thủy kiệt nghĩa là núi lở nước cạn ba tiếng sấm nổ làm cho nước khô cạn nhân dân không còn nước mà uống hay lấy dùng vào sinh hoạt hàng ngày cũng có nhiều hiện tượng không phải do đá lấp làm cho thủy kiệt mà phần nhiều sông rạch tự nhiên khô nguồn suối tự nhiên cạn Làm vào tình cảnh sơn băng thủy kiệt là một tai nạn vô cùng thê thảm đứng trước cảnh huống núi tan sông cạn ấy đức huỳnh giáo chủ không khỏi cảm xúc đến rơi nước mắt sâu đến việc sơn băng thủy kiệt khùng thảm thương bá tánh quá chừng nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kệ sao cho xiết cảnh áo não ấy theo ông thanh sĩ là cảnh người chết vì đói khô cũng đừng ỷ thế hiếp cô sơn băng thủy kiệt đối khô bây giờ còn theo ông ba thới trước khi xảy ra hiện tượng sơn băng thủy kiệt là việc đời đã hết rồi người ghét phật phật cũng ra ơn Chừng nào thủy kiệt sơn băng thì rồi. Lửa trời Việc băng sơn thủy kiệt đã làm cho núi lở sông khô, dẫn khởi nhiều hiện tượng khác nữa. Ba tiếng sấm chẳng những làm cho ngũ hành biến chất, mà còn làm xáo trộn trật tự thiên nhiên như nước trào dân, lửa bốc cháy. Có thể do ảnh hưởng của lửa cháy mà sông biển khô cạn lửa này không phải là thứ lửa thường thấy mà là một thứ lửa khác thường dầu vật cứng như đá sắt một khi gặp nó cũng phải chảy ra nước ông thanh sĩ đã cho biết thứ lửa ấy như sau mẹ đế con chừng ngày tận diệt lửa khác hơn lửa thấy thường ngày không vật nào đương nổi lửa này vì thế chẳng mấy ai tồn tại đến sắt đá còn cháy thì còn cái gì mà không cháy thế thì người vật làm sao tránh khỏi bị lửa thiêu ông thanh sĩ còn cho biết thứ lửa đó chẳng những cháy từ dưới biển mà còn cháy trên núi trên ngàn không có chỗ nào là không có lửa cháy lửa từ dưới biển cháy lan còn thêm lửa núi khổ nàng nào hơn ông sư vải bán khoai cũng cho biết thứ lửa ấy không nơi nào là không có thứ lửa nó bay trên cao đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu thứ lửa đó có tên là thiên hỏa một thứ lửa do trời sanh ra trong kim cổ kỳ quan ông bà thới có đoạn nói đến thứ lửa ấy thứ lửa của trời sanh để thiêu hủy những người hung ác trong những ngày tận diệt cùng một lúc với lửa trời. Chúng sanh còn mắc phải trận đại phong, thổi cho lửa cháy mạnh thêm và lan rộng ra, cháy thiêu những người gian ác, phơi thay cùng nơi khắp chốn. Con người hành ác thậm đa, đến chừng thiên hỏa khóc la vang vầy, bởi mình chẳng giữ lời thầy, bây giờ hãn hữu sự này hết trong. Phần thì mắc trận đại phong đông Tây Nam Bắc Đại Đồng Lấp Thây Ngoài thứ lửa trời Còn thứ lửa của tàu quái hóa hiện ra Như ông sư vải bán khoai cho biết Bàn môn diệu thuật đa đoan Hóa lửa nó đốt muôn ngàn người ta Chẳng những bị lửa đốt Dân chúng còn bị giặc bao phủ Cho nên không còn chỗ nào mà lánh thân tránh nạn Ông sư vải bán khoai đã mô tả thảm cảnh vừa bị giặc phủ vây, vừa bị lửa cháy dồn trong mấy câu sau đây. Giặc thời vây phủ khắp bao, đoái nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Đức Huỳnh Giáo Chủ còn cho biết một khổ cảnh nữa mà chúng sanh gặp phải sau này, đó là cảnh vừa bị lửa trên trời, vừa bị nước dưng dưới đất. Ôi thảm khổ bốn bề sống dậy! dồm lưng trời lửa cháy liên miên tiêu điều cảnh vật điền viên thần thông biến hóa nơi miền trung ương nhưng đó chẳng qua là phép thần thông của tiên phật biến hóa nơi miền trung ương để diệt kẻ tà gian và đồng thời cứu người lương thiện hầu đem về cõi đời thượng nguồn an lạc kẻ tà gian sau bị lửa thiêu Người tu niệm sống đời thượng cổ Nước lục Ngoài nạn lửa trời cháy khắp nơi Còn có nạn lục Nước trào dưới đất như ông sư vải bán khoai đã viết Đất bằng sau lại nước trào Chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly Nước trào dâng lên không như nước lục của sông Cửu Long hay Hồng Hà Lục mà người ta còn tránh né đắp đê điều ngăn chặn được. Đến như nạn nước lục này thì nó dâng lên ngập lúc nhà lúc cửa. Ông bà Thới có cho biết. Đến sau nước đẩy quá vời, người ta kinh sợ không lời thiệt hơn. Ông còn cho biết cảnh ngập lục ở Sài Gòn và gia đình như sau. Sài Gòn gia đình thảm sầu, nước đâu mà chảy rung cầu ngập cây trong tứ thánh cũng có chỗ nói đến cảnh nước lục ở Sài Gòn và gia định. Sài Gòn gia đình ai ngờ, nước đâu mà lại lỡ bờ lướt cây. Chúng sanh vô cùng khốn khổ, nào giặc giả tứ phương, nào nước dậy gió đùa, cho đến núi ngập nhà trôi, xác thú trôi lễn ngẩn như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tả trong bài thơ Tứ Tuyệt sau đây khắp trời tiếng súng nổ kinh hoàng nước dậy gió đùa sóng phủ tan núi ngập thú hùm trôi lệnh khẩn vì thế ông ba thới mới có lời khuyên hay cho biết trước nghèo sắm xuồng giàu có sắm ghe để chờ có nước chèo te lên dòng nhưng lên dòng cũng vô ích vì ngay như núi cao còn ngập lúc thì còn dòng nào mà không ngập. Nạn nước lục này, theo ông Ba Thới, là để giết hại những người hung ác, những người không giữ lời thầy tu hành, làm lành lánh dữ. Mấy người chẳng giữ lời thầy, đến chừng nước lục thác đầy mọi nơi. Thứ nước lục này không như thứ nước ta thường thấy. Mọi vật có chất nhẹ đều nổi không chìm, mà là một thứ nước theo ông thanh sĩ dầu vật nhẹ như lông cũng chìm ngấm tất cả mẹ đấy con nước thường ngày chảy vật nhẹ thì là nổi phải không nhưng ngày kia có cuộc thủy hồng vật nhẹ tợ sợi lông cũng đấm chẳng những bị nạn nước mà còn bị nạn lửa phát lên cùng một lúc cho nên dầu cho có muốn tránh nạn lửa thì còn bị nạn nước. Ông sư vải bán khoai đã mô tả cái thảm trạng vừa nạn nước, vừa nạn lửa trong mấy câu như sau. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảm thương trần hạ lăng xăng, mắt trong nước lửa biết đàn là đâu. Thứ lửa nó bay trên cao, đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu hoặc giả dưới sông thời nước lại dưng khỏi lửa thời nước khó mà lánh thân trời xoay đất đổi sấm nổ lần thứ hai có hiệu lực lớn rộng hơn sấm nổ lần thứ nhất lần này thay đổi cả địa hình một cuộc di sơn đảo hải chớ không như lần sấm nổ thứ nhất chỉ làm sụp đổ một số cù lao và non núi trong kim cổ kỳ quan ông ba thới đã mô tả cảnh núi tan đất sụp và cho đó là một cuộc di sơn đảo hải núi tan đất sụp bớ người di sơn đảo hải thương người không tin ông thanh sĩ cũng mô tả cảnh đất sụp hải hùng ấy trong mấy câu còn chi hải kinh hơn đất sụp không chỗ nào để nấp cho an cũng chẳng chi bằng cuộc núi tan Đá đâu cũng bay văng tới cả chẳng thế thôi còn thêm phát hỏa nhà ngói hay nhà lá cũng tiêu nếu không nhờ phật độ ít nhiều dầu nghèo cũng tiêu theo mây khối tứ thánh cũng cho là thời kỳ thay đổi cả vạn vật trời xoay đất chuyển đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ đổi cha lại đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam bang trời xoay âu á bốn phan nước tràn bờ cõi chẳng an thời kỳ chuyển luân bỏ bực biên thùy ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân. Ông Thanh Sĩ cũng nhận là thời kỳ non dời biển đổi, người đổi vật thay, thời kỳ lành còn giữ mất. Thời quân hạ non dời biển đổi, buổi tận đời người cõi vật thay, nhiều người không cánh mà bay, lành còn giữ mất là ngày này đây. Ông xác nhận nếu không theo chánh đạo thì khó mong sống sót Sau đây đổi đất thay trời Kẻ còn sống sót trên đời hiếm hôi Nếu đường chánh đạo không sôi Khó mong tồn tại để coi lập đời Ánh sáng từ bi Và theo ông Ba Thới Khi nào con người đổi ra hồn Phật Thì mới êm tức đến giai đoạn hàng đêm đều có trăng sáng. Đổi sông, đổi biển, đổi hòn, đổi trời, đổi đất, núi còn đổi thêm, đổi người hồn Phật mới êm, đổi ngày rồi lại đổi đêm sáng người. Thay hồn đổi xác. Câu đổi người hồn Phật mà ông Ba Thới vừa kể là nói cảnh tượng thay hồn đổi xác một hiện tượng thường thấy đề cập trong sấm giảng. Phàm vạn vật đã đổi mới, đổi sông, đổi núi, đổi cây, đổi cỏ, thì trong hoàn cảnh thanh tân ấy, con người không sao giữ nguyên được hình trạng hay tâm hồn. Về hiện tượng thay hồn đổi xác, trong kim cổ kỳ quan, ông Ba Thới có cho biết, khi sấm nổ kinh hoàng, hồn phi phát tán, nhờ Phật mà ví hồn được đem hoàn lại kẻ mất hồn người vía bay xa vía bay xa người ta còn lại phật đem hoàng vía lại thủ thân do sự hoàn hồn lại mà con người cõi được xác phàm cõi xác phàm nên mới tỏ phân ý ai tỏ đặng nghĩa nhân lâu dài ông sư vải bán khoai cho rằng Việc thay hồn đổi xác là nhờ ơn cửu trùng. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhờ ơn cửu trùng. Ông còn xác nhận một khi thay hồn đổi xác thì con người sẽ hết tục hóa tiên. Hết tục rồi lại hóa tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Ông Ba Thới cũng nhận số người được cứu tử hoàng sanh sẽ được hóa tiên, chớ không còn phàm tục nữa. Thương cho người sống ít thác nhiều, linh đơn Phật rưới mai chiều hóa tiên. Ông thanh sĩ còn nhận, sau khi thay hồn đổi xác, con người sẽ tùy ở thiện căn mà làm tiên hoặc làm Phật. Chúng sanh được thay hồn đổi xác, tùy thiện căn làm Phật làm tiên về hiện tượng thay hồn đổi xác có thể từ phàm chất đổi ra tiên chất nhưng theo đức huỳnh giáo chủ việc thay hồn đổi xác ấy còn diễn tiến bằng sự biến tướng người già hóa trẻ chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già hóa trẻ dân ôi ngài xác nhận là sau khi lập hội thì khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn bằng hiện tượng người già hóa trẻ. Sau lập hội thì già hóa trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Hay là cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, tận diệt nhân gian trực tiên khoa, lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Cuộc tẩy trần thượng nguồn là một cõi đời tốt đẹp nhất và cao nhất trong tam nguồn mà cao đài giáo gọi là cõi tạo thiên lập địa cho nên từ cõi hạ nguồn ô trượt đầy úa hèn tội lỗi bước qua thượng nguồn vô cùng trong sạch thanh cao là một sự quét dọn mà người đời thường ví như xúc lưu nước cặn cáo đổ vào một lớp nước trong sạch những tai biến xảy ra sau khi ba tiếng sấm nổ làm biến chất ngũ hành, khởi động mạch nước trào dâng và lửa trời cháy rực. Theo sấm giảng là một cuộc tẩy trần, nghĩa là rửa ráy, quét dọn những bợn nhơ để trang hoàng bằng những cái thanh tân và trang nhã. Về cuộc tẩy trần, ông thanh sĩ có viết: Đại nàng chẳng có chẳng bình phân, mấy tạo khéo dùng cuộc nước dân bụi bặm trong trần trôi sạch cả bận nhơ trên thế rửa cho trơn thay sơn hải cảnh thay điền địa mới cả cỏ cây mới vậy nhơn chốc lát trở nên tận thế giới bồng lai cũng dám đến so cân và ông nhận đó là do phép thần thông lượng từ bi của tiên phật lượng từ bi xuống đám mưa giàu rửa bụi thế trần lao nhơ nhớp nạn thủy hỏa phong lôi sấm chớp khắp hoàng cầu trời đất chuyển xoay dụng thần thông nam bắc đông tây cả vạn vật muôn loài ngơ ngác mặc dù là một ân huệ của tiên phật nhưng đối với ông ba thới cuộc tẩy trần này là một khổ nạn cho muôn loài vạn vật. Nỗi thú cầm xúc vật hao mòn, tẩy trần thậm khổ chẳng còn vật chi. Còn ông thanh sĩ thì ví cuộc tẩy trần chẳng khác nào ta cầm đuốc mà thui ổ kiến hay cầm đá to mà chọi trứng gà. Trên đời mỗi một lần bôi, có cây đều sạch thú người đều tiêu cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến lấy đá to mà luyện trứng gà chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sống chết trứng gà nát không kỳ đại hạn cũng đồng cạnh ấy khi tẩy trần trông thấy hải kinh thay bèo xác bọt linh đinh diều tha quả xé chúng sanh tử nàng. Tuy là một cuộc đại hạn hải kinh, nhưng theo ông thanh sĩ cũng là một cuộc đổi mới dành cho người hữu phước. Do đó, ông khuyên người đời khá mau tu tỉnh, nhận thấy kiếp hoại hư mà lánh đời mộng huyễn. Cuộc biến hải thương tan rất lớn, thay cảnh vật rửa trời như bận, không nơi nào trốn tránh khỏi đâu từ ngàn muôn triệu kiếp xưa lâu vẫn thay đổi biết bao nhiêu lượt lập lại mới cho người hữu phước sống thanh bình sống cuộc an cư người khá mau biết kiếp hoại hư Lò tu tỉnh lánh đời mộng huyễn chúa lên ngôi như chúng ta đã biết khi tiếng sấm nổ thứ nhất thì Chúa ra đời, nhưng chưa lên ngôi vì còn nhỏ quá. Gặp lúc các nước kéo vào định xâm chiếm đền vàng điện ngọc, thì có tam thập lục nhân phò Chúa lánh nạn trải qua bao nhiêu nguy nan khổ ải một thời gian. Kịp đến sau cuộc tẩy trần, thì Chúa tức vị để tạo lập đời tân, như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cho biết. Minh Vương xuất thế ngôi cao, lập đời thượng cổ anh hào hiền lương và theo sấm giảng chỉ khi có minh vương sửa trị thì ngôi trời mới an mới vững đạo đời nào có tư riêng minh vương sửa trị mới yên ngôi trời sở dĩ gọi minh vương vì ngài là một vị chúa thánh nghĩa là đắc quả thánh quả bồ tát mở lục thông cho nên rất sáng tỏ hiểu biết tất cả mọi việc sắp xảy ra hay ẩn khúc ẩn tình trong lòng người ngài đều biết rõ vì vậy mà dưới triều của ngài không có việc xử kiện theo lối thế tình cần phải điều tra hay lấy khẩu cung vì ngài thấu rõ mọi việc không có điều chi ẩn khuất được ngay như việc đối ngoại cũng thế không còn việc xảo trá ngoại giao vì Ngài biết rõ những mưu mô của người đã tính hay đang tính. Không còn mưu kế nào của ngoại bang mà Ngài không thấu đáo, thì còn gì được gọi là u ẩn để lừa đảo nhau. Do sự sáng tỏ, đắc quả thánh ấy, mà Ngài được gọi là Minh Vương hay Thánh Vương, cũng có khi gọi là Phật Vương. Khi Ngài lên ngôi, thì Ngài mới 12 tuổi, vì vậy triều thần gia thọ cho Ngài thêm 2 tuổi nữa thành thử khi ngài chánh thức lên ngôi được 14 tuổi. Còn hoàng hậu thì lúc bấy giờ được 28, nghĩa là 16 tuổi, như Kim Cổ Kỳ quan cho biết. 26 là tuổi vua mình, thập tứ hưởng thọ trào đình gia tăng. Một nàng hoàng hậu hiệp căng, tuổi vừa hai tám trời trăng hiệp hòa phụ mẫu trường thọ nước nhà nhất phu nhất phụ thiệt thà quy căn vua còn nhỏ lúc bấy giờ có những lão thần theo phụ chánh do đó mới có cảnh tôi già vua trẻ như ông ba thới đã nhận xiết kể chi chúa trẻ tôi già lão lai tài tận ông bà xin thương đáng lẽ già thì phải già kinh nghiệm hơn nhưng theo ông ba thới lão lại thì tài tận hễ già thì đến tài cũng hết nhất là đối với chúa trẻ tài ba đắc quả thánh vì vậy mà ông ba yêu cầu ông bà nên thương bày lão thần theo phò thánh chúa đức huỳnh giáo chủ cũng nhận không ai dám sánh tài với chúa đức minh chúa chẳng ai dám sánh xưa mặt thương phụng gáy non kỳ bởi võ vương đáng bực tu mi nay trở lại khác nào đời trước và theo ông thanh sĩ khi đào phụng gáy kỳ sơn nghĩa là phụng gáy ở núi tây kỳ điềm chúa thánh xuất hiện thì thiên hạ mới thái bình dụng vàng phụng gáy kỳ sơn thánh vương trổ mặt thần dân thái bình nam mô a di đà phật